Cánh đồng lúa tím khoảng 2 hectare này là của ông Đoàn Văn Tài đến từ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Cả cánh đồng đều tăm tắp một màu tím giản dị, không hề bắt gặp một loại sâu bệnh nào trên cây lúa. Nhưng hạt lúa cũng vì vậy mà to khỏe, năng suất cao. Để ngừa sâu bệnh và giúp nuôi dưỡng cây lúa, ông Tài không dùng bất kỳ thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học nào, mà sử dụng các loại thảo dược như nấm, la hán quả, tam thất, nghệ đen, bạc kích, gừng, tỏi, ớt, có tính kỵ với côn trùng và một số dưỡng chất tốt cho cây lúa. Lúc đó do cái biến đổi khí hậu mà diện tích canh tác lúa là nó sâu bệnh tấn công rất là nhiều. Đưa đến cái chỗ mà quản lý sâu bệnh bằng thuốc hóa học thì nông dân sử dụng bừa bãi. Thì chính từ cái chỗ đó mình thấy là nếu sử dụng như thế nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời nó làm hủy hoại đi cái môi trường sống. Để có được thành quả như ngày nay, ông Tài đã nhiều năm liền tìm tòi, học hỏi cách trồng lúa tím theo phương pháp hữu cơ. Ông Tài cho biết cách đây 8 năm, ông mua giống lúa này từ Vĩnh Hòa, Nghệ An về nhân giống và gieo trồng. Ban đầu do không hiểu đặc tính của giống lúa tím và kỹ thuật canh tác hướng sinh học, ông Tài đã gặp thất bại vô số lần khi chế tạo các dung dịch từ thảo dược để phun cho cây lúa. Khó khăn nhất là tìm ra tỷ lệ thích hợp cho từng nguyên liệu nấm, là hán quả, ba kích, gừng để đạt được hiệu quả ngừa sâu bệnh cao nhất. Nấm thì nó dùng để là ký sinh, mà theo các nhà khoa học thì người ta nghiên cứu là trị rầy rất là hay. Ví dụ như nấm xanh, nấm hồng hiện nay là ngoài cái đặc trị rầy thì nó trị sâu cuốn lá nhỏ rất là hay. Để tiết kiệm thời gian và đỡ vất vả hơn khi tự chế thuốc, hiện nay ông Tài chuyển sang dùng các chế phẩm sinh học hiện đại. Các sản phẩm này được ông tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng, xác nhận sản phẩm sinh học rồi mới đặt mua sử dụng. Các chế phẩm được chiết xuất từ chính các thảo dược ông Tài đã dùng để tự chế. Hơn nữa, liều lượng cũng được đo lường chính xác và hướng dẫn sử dụng rõ ràng, nên gia đình ông đỡ vất vả hơn trong canh tác lúa. Theo ông Tài, ngoài dùng các chế phẩm sinh học, nông dân cần cải tạo đất 2-3 năm, hạn chế dần dần các phân bón hóa học, đưa vào các phân hữu cơ như phân bò, gà, trùng quế để trả lại môi trường đất nước ban đầu. Theo kiểm nghiệm, đất trồng không còn tồn dư các phân thuốc hóa học độc hại, lúa đạt năng suất tăng dần theo mỗi mùa vụ, kháng bệnh mặn và có tính chống chọi với biến đổi khí hậu cao. Ông Tài cho biết từ chọn giống đến chà gạo, hút chân không, gia đình ông đều tự thực hiện để đảm bảo chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn sạch. Theo đó, chi phí đầu tư canh tác lúa thảo bọc cao gấp 1,5 lần so với canh tác lúa bình thường. Ông Tài chia sẻ, bình quân đạt 500 tấn một hecta lúa tím, với giá bán lẻ khoảng 50.000 đồng một ký, ông Tài thu lời hơn 300 triệu đồng một hecta một năm. Hiện lượng gạo thảo dược ông sản xuất không đủ cung cấp cho thị trường. Thời gian tới, ông Tài dự định mở rộng từ 2 hectare lúa tím lên 5 hectare và tiếp tục nghiên cứu phương pháp canh tác lúa theo hướng sinh học đạt hiệu quả cao hơn.